Ôi, chào tất cả các bạn. Nay mình muốn nói đến với các bạn vấn đề đó là chọn mua hàng trên các trang mua hàng trực tuyến. Thì hôm nay mình nói đến vấn đề của chọn mua hàng trên trang Lazada. Cái này thì thực tế thì cũng nhiều người biết, nhưng mà chắc gì đã ai để ý đến, đúng không? Khi chọn mua hàng trên trang mua hàng trực tuyến thì ngoài để ý những vấn đề này, thì thực tế mình muốn nói với bạn là chọn mua hàng thì mình phải là người mua hàng thông minh, đúng không? Thì thực tế mình giới thiệu với bạn vấn đề này. Khi chọn mua hàng trên các trang ấy, thì các trang mua hàng mua bán hàng trực tuyến thì chưa chắc những trang đó đã là những nhà phân phối hàng chính thức. Có khi những trang đó chỉ là những trang điểm đặt của nhà phân phối thứ ba thôi. Đây, mình ví dụ nhé. Đây, như những mặt hàng này, đây. Những nhà phân phối thứ ba với những nhà phân phối thứ ba nhìn vào nó khác ngay, đúng không? Đấy, như trạng phân phối đây, nhà thứ ba phân phối nó khác. Đây, các bạn nhìn đây, cái đầu tiên là nhìn vào cái sao đánh giá này. Đấy, đúng không? Mình thì làm cái này thì mình chẳng phải là bên cái này ghét cái kia đâu, nhưng mà thực tế nhiều bạn bỏ vào trang Lazada mua hàng thì có một số là hàng kém chất lượng đấy, không phải là do Lazada, mình không bên Lazada đâu. Mình thấy nhiều bạn vào chọn lựa thì mình không bảo là những bạn ấy không thông minh, nhưng đôi khi không để ý thôi. Đây, nhìn cái này, đánh giá 2 sao. Ấy, mình tiếp vào một chút, các bạn đợi lâu một chút nhé. Và phải mình hiểu đây. Cái đánh giá 2 sao này, các bạn nhìn này. Được bán bởi đâu? Các bạn chú ý nhé, khi mua hàng trực tuyến các bạn chú ý này, cái mức đánh giá của người dùng này. Đây, cái chỗ mình di chuột đây, cái đánh giá người dùng này. Và thứ hai là cái được bán bởi đâu? Đấy. Các bạn nhớ nhìn 2 mục này nhé. Đây, còn khi các bạn vào cái trang khuyến mãi và hàng chính hiệu này, cái này này, chẳng hạn vào Samsung, của hàng Samsung. Rồi, từ đợi nó load một chút. Đây, ở đây các bạn thấy đúng không? Không giống các cái đánh giá sao như lúc nãy, đúng không? Nhưng các bạn kích vào một cái như cái này đi, Samsung J7 Prime 32 GB, kích vào. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy sao ngay, cái này đánh bạn giá 36,5. Đây đúng không? Tùy chọn cho hàng này. Đấy. Đây, rồi, tiếp theo các bạn chú ý đến cái này. Được bán bởi Lazada nhé, cái này nó khác với cái lúc nãy mình ví dụ, đúng không? Đấy, cái này là Samsung liên kết với Lazada để phân phối sản phẩm này, và có các chương trình ưu đãi, đúng không? Cái này giá này 5150 này, cái giá trước đây là 5490, tiết kiệm 6%, đúng không? Trả góp không, cái này thì trả góp mình không nói. Nhưng đây các bạn nhìn này, đấy, cái được bán bởi Lazada, cái này nó khác nhé. Cái này là Lazada phân phối trực tiếp, đúng không? Còn mà cái mà không được bán bởi Lazada này thì là chỉ là những hàng được phân phối của hàng thứ ba thôi, đúng không? Đây, chẳng hạn như các bạn gõ Samsung. Gì vậy, có cái nào là không nào, phải có một cái nào nữa mình mới nói các bạn mới hiểu rõ, được không? Ui giời, như thế này hả? Như thế này em sao giới thiệu các bạn được đấy? Đấy, sao biết nói thế nào nhỉ? Đấy, cái này khác này. Biết của hãng nào à, đấy rồi, đây
cái nước ngoài khác. Đây, mình không nói là để mình trù cái địa điểm shop này nhá. Nhưng đây, hai cái nó phân biệt khác nhau này. Cái này là qua nhà phân phối thứ ba này. Đấy. Bích Ngọc Mobile thành phố Hồ Chí Minh. Cái này cũng là người ta lấy hàng chính hãng, nhập hàng chính hãng về người ta bán nhá. Nhưng mà mình nói các bạn là không phải mình trù dập này đâu. Không phải gì nhá, Bích Ngọc Mobile mà xem cái này thông cảm mình nhá, mình không phải là gì đâu. Nhưng khi mua hàng các bạn chú ý này, cái đánh giá sao này, đấy của Bích Ngọc đấy, cũng của một nhà phân phối thứ ba nhưng sao người ta đánh giá chất lượng này, đấy khác hẳn, đây đúng không, vừa bán Bích Ngọc, đấy, cái này là sự khác biệt các bạn nên chú ý khi xem nhá. Còn cái giá này thì mình không bàn đến bởi vì giá của mỗi nhà bán lẻ, mỗi nhà phân phối mỗi ấy thì nó khác, mình không bàn đến nhá. Mình bàn đến thì nhiều khi nó không hay lắm. Đây, đẳng cấp nó như nhau. Những cái giá và cái nhà phân phối, các bạn khi mua các bạn nhớ lựa chọn nhá. Lưu ý sản phẩm khi lựa chọn bất kỳ mà hàng nào chứ. Còn đây mình ví dụ cho hàng, cái này nó cũng thuộc gian hàng khuyến mại hàng hiệu đấy. Nhưng khi vào cái này các bạn chú ý này, phân phối bởi Lazada hoặc được bán bởi Lazada và phân phối bởi nhà phân phối thứ ba, bán hàng bởi nhà phân phối thứ ba thì những cái mức giá nó chênh lệch của thứ thì nó có thể thông cảm. Nhưng mà các bạn phải nhớ, một là chọn cái này, thứ hai là chọn cái thương hiệu của nhà phân phối này, Bích Ngọc này cũng là nhà phân phối được của thành phố Hồ Chí Minh này nhé, chứ không phải là mình làm cái này để bênh Lazada mà tụi cái gì đâu nhá, thông cảm với mình. Đây, mình kích lại hàng thời trang đi. Trang phục nam đi, đúng không nào? Thôi trang phục nam đi. Không làm trước, đợi nó lót đã. Đấy, rất nhiều đồng hồ nam đấy. Đồng hồ nam này. Mạng mình hay kém thì nó lót hơi lâu. Rất nhiều hàng. Nói các bạn thì không không đơn giản mà đang live ra. Công ty Lazada này nó phân phối cho 6 nước của ASEAN này. Lazada Philippines, Lazada Thái Lan, Lazada Indo, Lazada của Singapore, Lazada Việt Nam, Lazada Malaysia. Còn nước nào nữa mình không nhớ nữa. Quên. Sư hơn đi mất. Đây các bạn nhỉ. Đấy mức đánh giá các sao khác nhau này. Đấy các bạn khi mua các bạn chú ý những cái này thôi. Đấy cái này đánh giá này. Ví dụ nhá, mình ví dụ nhá, đấy các bạn nhìn vào cái này, những cái này đấy, nó đánh giá của người dùng nó khác đấy, đấy, đấy. Những cái này đấy. Đây như cái này đây, đánh giá tận 4,5 sao, gần 5 sao, 4,6 sao ấy. Đấy như cái này không có cái gì đấy, các bạn nhìn vào như các bạn cứ bảo là Lazada bán toàn đều, nếu bán Lazada bán hàng đều thì nó không bán được 6 nước ở ASEAN đâu các bạn. Lazada, Alibaba và Amazon, những trang mạng đã bán nổi tiếng thì người ta có sự đánh giá nó khác nhau này, ở những cái đánh giá của người dùng này đấy. Chứ không đơn giản tự nhiên cái trang Lazada mà người ta tồn tại được 6 nước đúng không các bạn. Thực tế thì hôm nay mình có đôi chén rồi. Nói nó hơi lùng cùng một tí, bạn xem chú có thông cảm nhá. Đây đấy, như cái này hay là, nhưng mà cái nhà phân phối này 3,5 sao, nhưng những nhà phân phối khác bán cũng đồ này người ta đánh giá 3,4 sao hay sao đúng không? Cái đấy là do cái sự lựa chọn thông minh của mình thôi. Cái này bạn hàng mạng trực tiếp thì quan trọng nhất là sự lựa chọn thông minh của người dùng và người mua đấy. Đây chẳng hạn đây 3 sao, 4 sao, 7, 4 sao, 8 này. Đồ Việt Nam không gì có gấp đấy. Có gấp on the đi Ski chứ. Chết mẹ. Trương Anh phát lúc này sai. Đây, như cái này 4 sao. Cái này 3 sao, gần 3 sao rưỡi. Cái này gần 5 sao, cái này 3 sao rưỡi. Đấy, như cái này không sao nào đấy. Các bạn phải để ý khi mua nhá. Chứ không phải là những anh chàng bán hàng qua mạng hoặc là để điểm đặt chợ qua mạng này người ta bán hàng đều đâu.
mọi người để ý nha. Mình thì thực tế mọi người, khi mình bình luận trên các ấy thì mọi người cứ bảo Lazada bán hàng đều hay kém, mình chẳng mấy Lazada đâu. Có những lúc mình mua phải hàng, thực tế mình cũng mua hàng qua Lazada, có những lúc mua phải hàng thứ ba, nhập thứ ba, trúng hàng kém chẳng hạn. Thì mình ấy thôi, phản hồi thôi, chịu thôi. Cái đấy do quyết định mình lựa chọn, khi mua mình không để ý thì ấy thôi. Đấy là những cái kinh nghiệm lựa chọn hàng khi mình trao đổi với mọi người thôi. Thực tế thì mình chẳng phải làm clip về ấy đâu, nhưng mà thấy nhiều người nói quá, mình chỉ một số kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm này thì chắc nhiều người cũng biết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Thank you.